Thưa quý vị và các bạn, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2016 là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất cả nước, hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điểm thu hút kinh doanh, đầu tư, quảng bá hình ảnh Việt Nam đang chủ động hội nhập quốc tế. Sau 25 lần tổ chức, Việt Nam Expo đã phát triển cả về quy mô và chất lượng, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn của ngành kinh tế trong và ngoài nước tham dự. Năm 2015 đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Vì vậy, đây cũng là chủ đề của hội chợ năm nay, đó là tăng cường kết nối khu vực và quốc tế. Không chỉ thuần túy là các hoạt động thương mại mà hội chợ còn hướng tới mục tiêu giới thiệu tiềm năng thu hút đầu tư cho doanh nghiệp địa phương trong nước. Năm nay hội chợ được tổ chức vào thời điểm mà nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập một cách rất sâu sắc với nền kinh tế khu vực và thế giới. Do vậy nên việc tổ chức một sự kiện xúc tiến thương mại với hơn 500 gian hàng và 23 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như hàng trăm doanh nghiệp trong khắp các miền của Tổ quốc Việt Nam cũng như các địa phương tham gia, nó là một cái ngày hội rất lớn và là một cơ hội để xúc tiến thương mại, giao thương và đặc biệt là giới thiệu các cơ hội tiềm năng thu hút đầu tư để chúng ta có thể thu hút hơn nữa nguồn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đặc biệt là giúp các doanh nghiệp chúng ta mở rộng thị trường. Trước hết là thị trường trong nước và sau đó là thâm nhập thị trường nước ngoài. Hội chợ năm nay đã có gần 600 gian hàng của hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Trong đó có những nền kinh tế lớn như Tây Ban Nha, Úc, các nước EU, Nam Mỹ và các đối tác truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác trong khu vực ASEAN. Tại hội chợ lần này, nước Cộng hòa Belarus là quốc gia danh dự. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam vừa ký Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU. Trong đó, Belarus là một trong 5 thành viên. Đoàn Belarus có hơn 50 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp tham gia nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao, thực phẩm chế biến và các dự án hợp tác thương mại đầu tư với Việt Nam. Việc tham gia tích cực của doanh nghiệp nước này đã góp phần thành công cho hội chợ, thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết hội nhập. Mỗi cái lần mà triển lãm hội chợ như thế này thì là chúng tôi lại tìm thêm các đối tác khác để tham gia hội chợ, và mỗi lần như thế thì chúng tôi thấy tình cảm, cái mối quan hệ hợp tác giữa hai nước lại càng bền chặt hơn. Qua cái cuộc hội chợ này thì các nhà doanh nghiệp của chúng tôi cũng như là doanh nghiệp Việt Nam được làm quen với nhau và cùng tìm được cái tiếng nói chung trong hợp tác hôm nay và mãi về sau. Điểm nổi bật tại Việt Nam Expo 2016 là sự tham gia của các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm là thương hiệu quốc gia, biểu tượng cho uy tín, chất lượng, là đại diện tiêu biểu cho thương hiệu Việt Nam tại thị trường trong nước cũng như phát triển thương hiệu ra thị trường thế giới, như Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam Gelex, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro, v.v. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, mà nhất là chính phủ chúng ta đã ký kết được một loạt các hiệp định FTA và TTP. Thì doanh nghiệp của chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho đón nhận những cái cơ hội, thách thức trong cái đón nhận đấy. Và hội chợ thương mại, nhất là hội chợ thương mại như Việt Nam Expo này là một trong những điểm mà cơ hội tốt nhất để mà cho chúng tôi quảng bá thương hiệu, hình ảnh cũng như là sản phẩm của tổng công ty đối với bạn hàng trong và ngoài nước. Tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam, Việt Nam Expo 2016 còn có khu gian hàng hỗ trợ thiết kế phát triển sản phẩm Việt Nam Hàn Quốc và khu gian hàng đầu tư phát triển công nghiệp Invest in Việt Nam 2016. Tại đây, khách tham quan đã được cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như cơ hội đầu tư vào các ngành thủy sản, khai khoáng, năng lượng tái tạo và dệt may, v.v. Ngoài ra, một loạt các sự kiện xúc tiến thương mại bên lề đã được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, như là diễn đàn xúc tiến xuất khẩu, hội thảo chuyên đề, tọa đàm xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, ký kết hợp đồng. Thông qua khu gian hàng xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam, thì Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển công thương của Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã hỗ trợ cho các địa phương xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các địa phương về cái vấn đề thông tin. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các địa phương để có thể hiểu rõ về các nhà đầu tư, về các thị trường kêu gọi đầu tư, để các đơn vị có thể xây dựng được những cái bộ tài liệu
phù hợp với cả cái việc kêu gọi đầu tư theo đúng cái lĩnh vực ngành hàng của mình. Đồng thời là chúng tôi cũng hỗ trợ cho các đơn vị có cái nâng cao cái kỹ năng cho các cán bộ xúc tiến đầu tư để có thể tiếp xúc, giao tiếp và thuyết phục các nhà đầu tư vào địa phương của mình. Trải qua 25 năm, Việt Nam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất và ý nghĩa quan trọng đối với ngành công thương Việt Nam, đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, góp phần thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế.